nào. Đấy, đồng hồ đã báo thức rồi. Trời ạ, đến lúc phải dậy, hãy xem hôm nay ngày gì nhá. Hoàn toàn quên mất, trên lịch là Halloween mà. Đây là một tin tốt. Đã đến lúc cho những trò đùa đáng sợ rồi. Đầu tiên, cần phải thay đổi một chút. Tớ cầm một quả bóng bay, một tấm vải trắng và một cái bút dạ nữa. Nhìn này, đó là một con ma thật sự. Ôi, tớ không ngờ nó lại như thế này. Trông vui quá. Tớ sẽ treo nó trên Mia. Tuyệt lắm, bạn ấy vẫn đang ngủ. Đây là cơ hội của tớ. Tớ không thể lãng phí một tí thời gian nào được. Tớ sẽ để con ma ngay tại đây, ngay dưới mũi của bạn ấy. Đó không phải là tất cả. Tớ có một đôi găng tay rất là đáng sợ nữa. Ồ, tuyệt lắm, đeo được rồi. Bây giờ chỉ cần cho thêm kẹo vào đây nữa. Không biết như nào khi bạn ấy dâm lên nó nhờ. Và trò chơi khăm cuối cùng, slime. Ôi, nó kéo ra tuyệt quá. Tớ không thậm chí không muốn để nó ra khỏi tay mình. Nhưng điều này cần thiết vì lợi ích của chơi khăm của tớ. Thôi, thế là xong, tớ phải đi thôi. Cuối cùng tớ sẽ đóng lại bằng một tấm áp phích tường gạch. Ê, cái gì nó đây? Mẹ ơi, trời ạ, tớ bị tấn công bởi con ma. Trời đã, đó không giống thật mà. Ôi trời ạ, tay tớ bị làm sao đây? Ha! Dừng lại. Trời ạ, đây là găng tay thôi. Thôi được rồi, tớ hiểu rồi. Đến lúc phải giải quyết Suzy thôi. Ôi! Trời ạ, mặt tớ bị dính thế này. Trời ơi, thật là một ngày khởi đầu thật là tồi tệ. Trời đấy Suzy. Bức tường. Ôi trời ạ, đến đâu vậy? Ôi trời ơi, điên mất. Ê, leo leo leo, chúc mọi Halloween vui vẻ. À, cậu tự yêu cầu nó nhá. Bây giờ đến lúc mình phải trả thù rồi. Đến lượt tớ sẽ đáng sợ hơn của bạn rất nhiều. Tớ sẽ sử dụng một bảng bằng gỗ còn có lỗ ở giữa và vải đen. Theo tớ, tớ sẽ đặt một cái popcorn ở đây. Và cũng cần phải bỏ đáy ra. Tuyệt lắm. Bây giờ đổ bóng ngô vào để không có gì có thể nhìn thấy. Tuyệt. Ôi, bạn thích hình ảnh mới của tớ không? Đáng sợ đúng không? Để tạo ra bầu khí đáng sợ, cần phải bật một bộ phim kinh dị và mở đèn. Bây giờ hoàn toàn im lặng, chỉ cần quan sát và tớ sẽ dưới gầm này nhé. Ồ, phim kinh dị, tuyệt quá, tớ cũng mang muốn xem. Ồ, bỏng ngô nữa chứ, tuyệt thật đấy. Ôi, có gì đó không ổn với nó, cần lẽ là... À, trời ạ, ai cắn ngón tay tớ thế này? Trời ạ, cô làm gì vậy? Ôi, có quái vật trong này sao? Đúng vậy. Ôi, mình phải chạy thôi. Xin lỗi Mia, nhưng bây giờ tớ chắc chắn sẽ không dừng lại. Tớ còn cần rất nhiều trò đùa trong kho. Với cái tiếp theo, tớ sẽ sử dụng cánh tay giả nhé. Trông giống thật phải không? Hộp dụng cụ đâu nhở? Tớ sẽ lấy cái gì đó và tớ sẽ khoan nó. Ồ, đến lúc phải có một cái gì đó trên tường rồi. Nhưng mà... Ôi, bạn cần sự giúp đỡ đúng không? Nhìn tớ có gì này, hãy để tớ làm cho. Cảm ơn Suzy. Ôi, tớ muốn hát gì? Hát chiêu. Ôi không, tớ đâm vào tay mình rồi. Kiêu. Suzy, cậu làm gì vậy? Ôi trời ơi, có một cái lỗ khổng lồ trên tay. Ôi, tớ thấy tệ quá. Ôi, bạn ấy tin rồi. Trời ạ, biết ngay là hoạt động mà. Cái gì? Đây là tay của Suzy sao? À, nó không phải là thật. Lại lừa tớ chứ gì? Thôi được rồi, để đến lúc phải di chuyển. Hay xem tớ có gì nhá. Ôi, trông rất là tuyệt. Và bây giờ cần đội bộ não silicone lên. Trông đẹp lắm, nhưng mà thiếu cái gì đó. Ví dụ như máu. Tớ sẽ lấy sơn màu đỏ và bôi hết cả đồ trắng vào. Và bây giờ mình sẽ quấn cẩn thận quanh đầu. Nhưng cái này chắc là mình cũng sợ. Trông đáng sợ thật. Tớ sẽ đội thêm tóc giả nữa để Suzy không hiểu một cái gì luôn. Ôi, tớ nghĩ trông rất tuyệt đúng không? Ôi, bây giờ thì lấy thêm một cái bảng này nữa đặt sau lưng và xong rồi. Chào Mia, ngồi xem phim kinh dị với tớ đi. Ôi, có vẻ như Suzy đã tin rồi. Lâu rồi chưa kéo tóc của ai nhở? Cái gì nữa đấy? Ôi, tớ nghĩ tớ xé hết tóc của Mia ra rồi. À, ngạc nhiên chưa? Trời ạ, buồn cười quá.
cho kẹo hay bị kẹo? Ôi, chúng ta có những vị khách đầu tiên rồi. Xin chào bạn, lấy đi. Ê, bạn chỉ được lấy một vài cái thôi, không phải tất cả. Trời ạ, thôi được rồi, mình sẽ dạy cho bạn ấy một bài học. Mình sẽ nấu những quả trứng sô-cô-la đặc biệt. Ôi, mình sẽ chọc gỗ vào trong và cho vào như thế này, trông thật là tuyệt. Cho kẹo hay bị kẹo? Ồ, bạn trở lại rồi sao? Đây, tớ có món đồ chơi này. Hãy xem, bạn thích nó như thế nào nhá. Ồ, tuyệt quá. Tớ yêu Kinder Surprise. Tớ muốn ăn nó ngay bây giờ. Trời ạ, tuyệt quá đi mất. Ôi trời ơi, cái gì nữa đây? Ôi, đây là trứng sống. Ôi, ghê quá. Ôi, mình đã vui và không dừng lại được. Cần phải thêm một trò đùa mới. Tớ sẽ sử dụng một quả bí ngô. Biểu tượng chính là Halloween. Ôi, tớ có một chiếc đèn lồng Jack tuyệt vời. Cần phải đặt nó nến bên trong nữa, như thế này này. Tớ nghĩ tớ sẽ đặt nó ngay ở dưới giường của Suzy. Trong khi bạn ấy không có, mình sẽ cho vào. Tuyệt lắm. Bây giờ đã cho Jack vào rồi. Bây giờ mình sẽ cần giày thể thao và sơ mi đỏ. Mình sẽ bôi nó để giày, để lại dấu chân máu thảm nhá. Ôi, không có gì tốt hơn trò khăm kinh điển này. Tuyệt lắm, sẵn sàng. Ôi, bây giờ đến lúc phải đi rồi. Ôi, hôm nay là một ngày rất bận rộn, tớ mệt mỏi quá. Ôi, cái gì nó đây? Trời ạ, giống như máu vậy. Mẹ ơi, tớ sợ quá. Ai nó đập nhật vào phòng tớ sao? Đúng rồi, chúng đang trốn dưới gầm giường. Ôi, trời ạ, trông bạn buồn cười quá Suzy. Ôi, sao mà mình không nghĩ ngay lập tức đó là trò đùa của cậu nhỏ. Thôi đừng cười nữa Mia, nhận lại đi. Ôi, không trúng, không trúng. Ôi, mình chỉ đùa thôi mà. Và cậu ấy đã ném gối vào tớ rồi. Tớ cần phải trả thù. Và có vẻ như tớ đã nghĩ ra cách rồi. Tớ sẽ lấy chiếc khăn trắng như thế này, trải lên sàn và để lại những vết máu lòng bàn tay. Tớ nhận thấy điều này làm Suzy sợ hơn bất cứ điều gì đấy. Đây là hiệu ứng mà tớ đang tìm. Nhân tiện, rất là tuyệt vẽ sơn vào tay tớ. Tuyệt quá đi mất. Bây giờ tớ sẽ in thêm một vài bản nữa. Bây giờ có thể treo khăn trở lại. Như này này, trông tuyệt vời hơn đấy. Ôi, nhưng mà chắc là một chiếc khăn không đủ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thêm sơn đỏ trực tiếp vào đầu vòi hoa sen nhỉ? Điều này chắc chắn sẽ khiến Suzy sợ chết khiếp luôn đấy. Mọi thứ đã xong rồi. Và quan trọng nhất, tớ không để lại bất cứ thứ gì. Ôi, trận tắm đấm máu sẽ là một bất ngờ cho cậu ấy. Và tớ có một ý tưởng tuyệt vời hơn nữa. Để lại một thông điệp đáng sợ bằng xà phòng ở trên gương nhá. Vậy sự kiên nhẫn của Suzy sẽ cạn. Tớ đang theo dõi cậu. Tớ nghĩ sẽ khá đáng sợ đấy. Ước là tớ có thể phản ứng của Suzy với tất cả những trò đùa của tớ. Điều quan trọng nhất là không phải đến trước tớ. Đến lúc phải tắm rửa sạch sẽ rồi, vòng hoa sẽ giúp tớ thư giãn. Thoải mái quá. Nhưng mà tại sao nó lại đỏ? Ôi trời ạ, chắc là Mia lại làm gì rồi. Trời ạ. Ôi không, chiếc khăn màu có in đẫm máu. Cái gì nữa đây? Ôi, ai đó theo dõi tớ. Ôi, cơn ác mộng này. Ôi, phải chạy thôi. Ôi, tuyệt vời quá. Tớ bắt đầu trước nhá. Xem tớ có gì nào. Wow, đây là Happy Meal. Tuyệt vời. Wow, thế thì tớ có gì nhở? Yêu ơi, đây là tỏi sao? Tớ không muốn ăn đâu. Thôi, đợi đã, tớ đi trước đã nhá. Wow, nhìn nó ngon miệng thật đấy. Khoai tây chiên với burger thật là hoàn hảo. Tớ sẽ nhúng bánh burger của mình vào sô-cô-la nhá. Tớ chưa bao giờ nếm thử thứ này như này trước đâu. Ồ, thật là tuyệt vời. Tớ tự hỏi cuối cùng có mùi vị như nào nhở. Ồ, cũng ổn đấy chứ. Làm nào mà bánh burger với sô-cô-la trong miệng bạn như thế này nhở. Tuyệt vời. Vâng, ngon phết. Bây giờ là đến lúc phải ăn cả khoai tây chiên rồi. Tớ cũng sẽ nhúng vào sô-cô-la như này này. Tuyệt vời chưa? Thử thôi. Thật là tuyệt vời. Món này còn ngon hơn cả burger luôn. Ôi, thế cho tớ xin một miếng được không? Ừ, thôi được rồi, tớ sẽ chia sẻ với cậu một. Một miếng thôi sao? Ít vậy. Ôi, nhưng mà thực sự rất là ngon đấy. Ôi, thật là tuyệt vời. Còn bây giờ là tớ sẽ nhúng tất cả khoai tây chiên vào. Ồ, ngon quá. Bây giờ thì ăn hết nhá. Ôi, thật là tuyệt vời. Món này ngon quá. Bây giờ đấy là cậu rồi.
ôi, chỉ tỏi này mùi thật là kinh tởm. À, nhưng mà tớ biết phải làm gì rồi. Đầu tiên tớ sẽ lại lấy một cái bình lắc như này nhá, cho tỏi vào đó. Sau đó tớ sẽ đổ sô-cô-la toàn bộ lên như thế này này. Tớ nghĩ như này nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Tớ hy vọng là như vậy. Bây giờ tớ sẽ lắc nó lên nhá, thật là đều. Và tớ sẽ đổ nó ra. Thế là nó sẽ thành một sinh tố sô-cô-la tỏi. Cái này thì đỡ mùi rồi đó, nhưng mà vẫn phải thử thôi. Thấy chưa, cậu thấy thế nào? Cũng không biết. Thôi được rồi, để tớ thử xem như nào. Mèo ơi, vì vẫn thật là kinh tởm, không thể thở được. Kỳ quá, nhưng không sao, tớ có thể làm được. Tớ sẽ cố gắng. Wow, cậu ấy thật là tuyệt vời. Thôi, cuối cùng tớ cũng xong rồi. Ôi, xin lỗi nhá, tớ không cố tình. Mèo ơi, cái mùi này. Ôi, tớ ngủ một tí nhá. Ôi trời ạ, tớ không cố tình đâu. Oops. Ôi, chúng ta có gì thế này? Quả bóng gì đây? Thú vị đấy chứ. Ồ, tớ nghĩ ra rồi. Tớ sẽ đâm nó bằng cái kim này. Wow, nhìn này, tớ có bim bim. Ôi, nhưng mà chúng rất cay. Thế này không tốt rồi. Thế còn cậu có gì? Nào, tớ mong là cái gì đó thật ngon. Wow, kẹo mút nhẫn. Thật là tuyệt vời. Ôi, hay quá. Những viên kim cương này mới ngon ngọt lắm sao. Thật là tuyệt vời. Ôi, tớ sẽ lấy tất cả cái kẹo mút này ra nhá, và nhìn nó vào sô-cô-la như này này. Đó, và bây giờ tớ sẽ đeo tất cả lên trên tay, từng cái một nhá. Nào, cái tiếp theo nào. Ôi, tuyệt vời chưa. Nhìn chúng thật là xinh đẹp. Bây giờ đến lúc phải thử rồi. Ngon quá. Ê cậu ơi, cho tớ chim miếng đi. Này. Ôi, thôi được rồi, mình sẽ phải ăn bim bim này thôi. Ôi, đáng sợ quá. Chúng rất cay, nhưng mà tớ phải thử chúng. Có lẽ nó sẽ không cay như vậy. Cũng hay đấy chứ. Tớ thấy tuyệt vời. Bây giờ thì tớ sẽ thử ăn nhá. Bây giờ tớ sẽ chọc vào như thế này, và như thịt nướng bim bim vậy. Tuyệt vời. Bây giờ thì phải nhúng chúng qua sô-cô-la thì chắc chắn cũng sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đấy, có lẽ là sô-cô-la sẽ làm cho nó bớt cay luôn. Bây giờ thì ăn thôi nào. Ngon quá. Ê, cậu đang làm gì vậy? Sao ăn nhanh thế? Ôi không, trời ạ, cháy, tớ đang cháy. Ôi, tớ là một con nước mộng. Tớ đang phun lửa, tớ khủng khiếp, tớ cần sự giúp đỡ. Không dừng lại được. Đây, đây, mình nghĩ ra rồi. Đây, tớ sẽ cho cậu cái này, và cậu sẽ đỡ. Ôi, cảm ơn cậu rất là nhiều nhá. Wow, nào, Oản Tù Tì xem ai mở trước. Oản Tù Tì ra cái gì, ra cái này. Yeah, tớ thắng rồi. Tuyệt, tớ mở ra nhá. Wow, tớ có dưa hấu này. Cái này ngon quá. Bây giờ đến lượt cậu. Tớ cũng có một cái gì đó. Đây là thạch sao? Thạch với súp lơ xanh. Yêu ơi, cái món gì mà ghê thế này. Ôi trời ạ. Nhưng mà chúng thật là buồn cười. Lắc 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 lắc. Thế còn cái này là cái gì nữa đây? À, chắc là cái này để tớ cho sô-cô-la vào như này này. Đầu tiên tớ sẽ cho sô-cô-la vào đây nhá. Sau đó tớ sẽ đổ nó lên như thế này. Wow, nhìn trông ngon, hấp dẫn thật đấy. Bây giờ mình sẽ thử xem như thế nào. Tớ sẽ cắt nó ra. Ôi không, rốt cuộc thì súp lơ xanh cũng ở đây rồi. Tớ thậm chí là không muốn thử luôn ý. Nhưng mà tớ phải ăn thôi. Ăn một miếng này. Mèo ơi, ghê quá đi mất. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Không sao, tớ có thể làm được. Đây, còn lại miếng cuối cùng nữa thôi. Tớ dũng cảm. Và tớ đã ăn xong rồi. Tớ giỏi quá. Bây giờ đấy là cậu rồi đấy. Cậu nói đúng, nó rất khủng khiếp. Nhưng mà tớ có một miếng dưa hấu rất ngọt ngào, vì vậy tớ sẽ ăn ngon miệng nhá. Ôi, nhúng vào sô-cô-la trông còn ngon hơn luôn ý. Ồ, vâng, nó rất là ngọt ngào và mọng nước. Tớ rất là thích nó. Ê, cậu cho tớ xin cắn một miếng được không? Ok, cho cậu một miếng này. Cảm ơn cậu rất nhiều. Món này ngon thật đấy, thật tuyệt vời. Ôi, trời ạ, nhưng cái hạt này nhiều quá. Oops, xin lỗi nhá. Sô-cô-la ngon thật đấy. Cái này là cái gì vậy? Ôi, của tớ có một cái gì đó hay hay. Còn của tớ thì cục xương sao? Trông chán quá. Ôi, có lẽ cậu muốn đổi. Không được, tớ có những cái con dog ngon tuyệt vời này. Tớ sẽ thử nó thôi. Nhúng vào sô-cô-la
mùi thơm tuyệt vời. Bây giờ cắn thử một miếng nhé. Wow, nó kéo ra này. Bên trong có phô mai, thật là tuyệt vời. Tớ sẽ ăn hết nhé. Bây giờ tớ sẽ ăn cả hai cái cùng một lúc nữa cơ. Nào, nhúng chúng vào nào. Ôi, ngon quá. Nào, ăn thôi. Tuyệt vời, món này thật ngon. Ôi, trời ạ, cậu ạ, để lung ta lung tung. Ngon quá, bây giờ đấy là cậu ăn rồi đấy. Thôi được rồi, cái này lạ thật đấy, không biết là có phải xương thật không. Nhưng mà thôi được rồi, tớ sẽ nhúng nó vào sô-cô-la như này. Và bây giờ tớ thử nhá. Ai, trời ạ, răng tớ đau quá. Ôi, cậu thật là buồn cười. Có mà cậu buồn cười. À đúng rồi, mình nghĩ ra rồi. Chắc là bây giờ tớ ném cái này đi là được mà. Đấy, thế là tớ ăn xong rồi đó. Ê, không phải, cậu lừa tớ đúng không? 2, 3, 4, 5. Yeah, tớ được mở rồi. Mới mở đầu tiên nhá. Không biết trong này có gì. Lắc thử xem nhá. Thôi được rồi, không hiểu. Mở ra thôi nào. Có gì ở đây? Wow, đây là Pocky. Ôi, kẹo đẹp màu hồng, tuyệt vời. Ô, cậu thật may mắn. Để tớ mở ra củ cửa rồi nhá. À, tớ không có gì đâu. Có gì vậy? Trời ạ, đáng sợ thế. Ôi, trời ạ. Nhưng cái con này sao? Thật là ghê tởm. Tớ rất chia buồn với cậu. Thôi để tớ thử trước nhá. Đầu tiên tớ sẽ lấy một cái. Thơm tuyệt vời. Tất nhiên là phải nhúng nó với sô-cô-la rồi. Thử thách mà. Sau đó thì ăn thôi nào. Ngon tuyệt vời luôn. Ồ, tớ thấy ngon quá. Nhưng mà tớ nghĩ ra một ý tưởng này rồi. Tớ sẽ lấy tất cả mọi thứ ra và nhúng cả cái nắm này vào trong sô-cô-la luôn. Thì chắc chắn nó sẽ ngon tuyệt vời. Ê, cho tớ xin miếng. Này nhá, không được. Cái này là của tớ. Bây giờ đến lượt tớ ăn rồi. Ngon quá, thật là tuyệt vời. Trời ạ, cậu ấy ăn hết rồi sao? Thật là tham lam, nhưng mà trông ngon thật đấy. Thôi được rồi, tớ đã xong, bây giờ đến lượt cậu. À, tớ nghĩ là tớ phải đi về học với sao ấy. Thôi, quay lại đi. Thử thách mà, cậu phải ăn hết chứ. Trời ạ, thật là ghê tởm. Bây giờ tớ sẽ phải nhúng những con này vào sô-cô-la. Mong là vị sô-cô-la nó sẽ loại bỏ được cái thứ ghê tởm này đi. Dẻo ơi, ghê quá đi mất. Trời ạ, vị thật là kinh khủng. Ui, ghê quá. Tớ đã ăn xong rồi. Ui, nôn mất. Ôi, khổ thân. Nào, bây giờ tớ mở trước được không? Ok. Wow, một chiếc bánh donut màu hồng. Ngon quá, thật tuyệt vời. Cậu thì sao? Ôi, tớ có tôm luộc sao? Thật là ghê tởm. Người còn trong vỏ nữa chứ. Tớ sẽ không ăn chúng đâu. Ôi, nhưng mà tớ thì may mắn rồi. Tớ có cả một chiếc bánh rán. Tớ thậm chí là cả một chiếc bánh ngon lớn như thế này. Tớ sẽ cho sô-cô-la lên. Và nó sẽ còn ngon gấp đôi luôn ý. Thật là tuyệt vời. Sô-cô-la ngon quá. Bây giờ đến lúc phải ăn rồi. Ngon quá. Nhanh thế. Trời ạ, tại sao cậu có thể ăn chiếc bánh rán khổng lồ như vậy trong một phút chứ? Ôi, rất đơn giản mà. Bây giờ thì cậu ăn tôm của mình đi. Yêu ơi, mình thậm chí còn chưa có một giấc mơ khó chịu như thế này trong một giấc mơ tồi tệ nhất của mình. Thôi được rồi, tớ nhúng vào nó sô-cô-la. Và bây giờ tớ sẽ ăn thử cái thứ kinh tởm này. Yêu ơi, thật là ghê tởm, ăn không hợp một chút nào cả. Ôi, thôi được rồi, còn hai con nữa thôi. Tớ sẽ tập trung ăn nó thật là nhanh. Đấy, bây giờ thì cố lên nào, ăn thôi. Đấy, tớ sắp xong rồi. Rồi, xong, tớ đã hoàn thành. Wow, cậu thật là tuyệt, cậu đã chinh phục được hương vị kinh tởm này. Nhưng mà tớ cảm thấy rất tệ. Không sao đâu mà. Nào, tớ chắc chắn sẽ gặp may mắn rồi. Nào, máy đừng làm tớ thất vọng. Tớ muốn một cái gì đó ngon. Skittles. Được, may mắn về phía ngày hôm nay rồi. Tớ cũng sẽ được may mắn thôi. Tớ sẽ muốn có một cái gì đó ngon để Mia ghen tị. Cố lên máy ơi, cố lên. Cái gì? Thức ăn cho mèo. Hoàn toàn không những gì tớ mong đợi. Chào cậu chửa đấy. Không, tớ sẽ lấy món ngon của tớ. Ồ, nút ma thuật. Nào, ấn cùng nhau nhé. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ồ, khách của tớ đến rồi. Chào mừng bạn đến với thử thách. Nào, đến lúc phải nhấn nút rồi đấy. Tớ nhọn màu cam. Tớ chắc chắn sẽ được may mắn thôi. Sự lựa chọn tuyệt vời, Jennifer. Ồ, đó là Nutella. Cậu thực sự rất may mắn đấy. Bởi vì có cả một xô Nutella dành cho cậu đấy. Tất cả là của cậu.
Ồ, ngon làm sao. Ôi, đó là Nutella. Tớ sẽ không nhầm lẫn hương vị này với bất cứ thứ gì đâu. Đổ đi, đừng có tiếc. Như cậu ước thôi. Xong, đến giọt cuối cùng rồi nhá. Ôi, trời ạ, cái này đáp vào đồ tớ rồi. Nhưng mà cái thùng Nutella hết rồi à? Nếu sự ngon lành như vậy đã đổ lên đầu Jennifer thì tớ chắc chắn cũng sẽ là người may mắn thôi. Ồ, cậu nói đúng đấy Mia. Cậu nhận được kẹo dẻo. Tớ có một gói lớn và cậu sẽ không đói đâu. Ôi, mơ kẹo dẻo. Trời ơi, tớ muốn ngậm một viên kẹo bằng miệng. Tuyệt lắm. Tớ nghĩ tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Jennifer, cậu đưa má đây. Mia, cậu làm gì vậy? Thôi, đừng buồn. Hãy tự xem đi, kẹo dẻo gì mà không có Nutella chứ. Ôi, ngon quá. Ừ, một ý tưởng tuyệt vời đấy. Ô, Mia có cả một hộp kẹo dẻo. Có lẽ cậu ấy sẽ chia sẻ với tớ. Mia, lâu lắm rồi không gặp. Cậu tặng cho tớ một viên kẹo nhé. Cậu muốn kẹo dẻo à? Ừ, tại sao không? Giữ lấy này. Ừ, cảm ơn cậu rất nhiều. Ôi, cậu làm gì vậy? Ôi, tớ sẽ không chia sẻ với cậu đâu. Đây là kẹo dẻo của tớ, có nghĩa là tớ sẽ tự ăn chúng. Trời ạ, đồ tham lam. Vậy thì tớ cũng sẽ có kẹo dẻo riêng của tớ thôi. Tớ không muốn làm cậu khó chịu, nhưng mà cậu sẽ không có kẹo dẻo trên màn hình đâu, bạn thân yêu. Ôi, cái gì thế này? Trời ạ, đầu tớ. Đây rõ ràng không phải là những viên kẹo dẻo mềm nhỏ mà tớ muốn. À, giấy vệ sinh. Ồ, tớ vừa có một ý tưởng tuyệt vời đây này. Bây giờ cậu ấy sẽ biết thế nào mà tham lam. Trời ơi, chuyện gì vậy? Ôi, đây là giấy vệ sinh phải không? Trời ơi, cái gì vậy? Cậu phải theo dõi quan sát đồ ngọt của mình chứ, đồ tham lam. Trời ơi, bây giờ tớ dính trong cái gì đây? Tớ muốn đi tắm nhanh chóng. Ôi, không đâu em yêu. Cậu cần phải ấn nút thôi. Thế được rồi, tớ sẽ nhấn cả hai cái. Ồ, xem nào. Ồ, bột mì với mật ong. Mia, như này sẽ rất vui đấy. Mở nắp ra và bắt đầu nhá. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi trời ạ, ngọt thế. Ôi, đây là mật ong. Tớ yêu mật ong. Ôi, rất là vui đấy. Bây giờ sẽ có một cái còn vui hơn rơi vào đầu cậu. Ôi, ngọt thế, ngon thế. Ôi, đừng di chuyển nhá. Ôi, trời ạ, có cái gì đang rơi vào đầu tớ đây? Cái gì đó màu trắng, đây là tuyết sao? Không, nó giống như bột hơn. Bạn nói đúng đấy, vui lắm. Ôi trời ạ, chơi như thế nào bây giờ? Không biết Mia, nhưng mà cậu trông thật là buồn cười, giống như một cái bánh vậy. Thôi, không nói nữa, mình sẽ ấn nút hồng nhé. Và nó mang cho bạn ngũ cốc kỳ lân. Xin chúc mừng bạn nhé. Ôi, tớ sẵn sàng rồi. Thôi, được rồi, ăn chúng đi, mở miệng to ra nhé. Ngon quá. Tận hưởng đi, vận may có thể quay lưng lại bất cứ lúc nào đấy. Ồ, tớ biết rồi, tớ có một cái xô Nutella, có thể thu thập những chiếc nhẫn ở trong này. Như này thuận tiện hơn nhiều khi ăn chúng. Ồ, ngon quá. Trời ạ, tớ có thể ăn như này ngày nào cũng được. Được rồi Jennifer, tớ rất vui vì cậu đang hạnh phúc. À, để vui hơn thì tớ muốn thử một cái miếng này nữa. Cậu ấy đang nghĩ ra cái gì vậy? À, tớ hiểu rồi. Sữa, tất nhiên rồi. Bữa sáng khô làm gì, phải có sữa chứ. Ôi trời ạ, đây là hoàn toàn vấn đề khác luôn. Tớ sẽ đặt cái xô ở dưới. Và trong khi sữa đang đổ, có thể nhai ngon. Ngon quá. Ê, Hề ơi, còn tớ thì sao? Này, tớ cũng đã luôn nhấn nút rồi. Cho tớ đồ ăn ngon đi. Tớ không muốn làm cậu buồn Mia, nhưng thức ăn cho chó hầu như không phải ngon chút nào. Nhưng chắc chắn sẽ rất là vui. Trời ơi, hôi quá, tớ không mong đợi điều này. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Trời ạ. Ôi, tớ không muốn ăn ở đây đâu, đâu, kinh quá. Trong khi cậu trong chiếc hộp đó Mia, quy tắc của tớ phải được áp dụng. Khi nào tớ ra khỏi đây, tôi ơi cậu nên né tránh xa tớ ra. Ôi, trông cậu tuyệt cười lắm Mia. Thôi được rồi, tớ sẽ nhấn hai cái nút liền nhá. Ồ, táo bạo đấy. Giống như quyết định táo bạo của cậu có hiệu quả. Combo yêu thích là trên màn hình của tớ. Hãy bắt đầu với trứng nhá. Ai, đau quá. Trời ạ, những viên đá này là gì đây? Ôi không, đây là trứng sống.
Trời ạ, thật là xui xẻo. Đúng vào mặt nữa chứ. Nào Jennifer, bạn tỉnh chưa? Nếu cậu nhớ, cậu đã nhấn hai nút liền. Trời ạ, đó chưa phải là tất cả sao? Tất nhiên là chưa rồi. Bây giờ là lông, vì cả một đống. Trời ạ, ôi giời ơi, cái gì đây? May mắn thực sự đã quay lưng lại với tớ rồi. Bây giờ tớ như một con gà vậy. Trời ạ, cậu đã làm gì với tớ đây đồ hề? Ôi, lông thực sự rất hợp với cậu đấy Jennifer. Cậu đang cười cái gì vậy? Nhấn nút đi Mia, bấm đi. Thôi được rồi, bấm cái này nhá. Ồ, cậu may mắn thật đấy. Nước sốt Tabasco. Mia giữ chặt lại. Nhưng mà đừng mở miệng ra nhá. Trời ơi, cảm ơn vì lời khuyên. Cậu có thể chỉ không đổ nước sốt vào tớ được không? Trời ạ, đó là quy tắc Mia, vì vậy phải kiên nhẫn đi. Ôi trời ạ, nó kết thúc rồi. Ôi trời ạ, vào mồm rồi, tớ đang bốc hỏa. Wow, thật đáng kinh ngạc. Ôi cứu, trời ạ, tớ cháy rồi. Trời ạ, ai bảo cậu đổ Tabasco vào người tớ? Thôi được rồi Mia, tớ sẽ giúp cậu. Tớ sẽ mặc một bộ đồ vào, bây giờ tớ là một lính cứu hỏa thực sự. Bây giờ phải tắt ngọn lửa thôi. Ôi, cảm ơn. Trời ạ, bây giờ tớ hết hết rồi, nhưng mà không còn lửa nữa. Làm tốt lắm. Tuyệt, bây giờ tớ nghĩ thử thách thành công rồi.